hôm nay xin chào tất cả anh chị em đang xem livestream nhé. Buổi chiều hôm nay rất là đặc biệt anh chị em ạ. Hôm nay có em Nhung Phạm hôm nay cùng đồng hành với em Hoàng Dung mọi người nhé. Anh em cho em xin một nút chia sẻ và xin một cái comment để chúc mừng em, chào đón em đến với cái livestream ngày hôm nay. Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phạm Nhung ạ. Hôm nay em buổi đầu tiên lên cùng với chị Dung ạ. Ok, cũng không sao. Chị em nó bảo là hôm nay là lên cũng hơi bị run, lần đầu tiên lên livestream của Sân Máy Hoàng Kiên. Nhưng không sao đúng không anh em, mình lên mình giao lưu, mình chia sẻ với tất cả anh chị em. Thực ra là em Nhung thì em cũng có cái kinh nghiệm cũng tương đối gần chục năm với anh Kiên rồi đấy anh em ạ. Đấy, cũng không phải là ít đâu. Em ra là hôm nay lên lần đầu tiên chị Dung không có người like cùng, nên cũng ra là mọi người thông cảm hộ em đấy ạ. Hôm nay không có người like cùng nên bảo là thôi lên giao lưu cùng với lại tất cả anh chị em, cùng với chị đọc cho chị cái biển số xe để chị Dung giới thiệu. Tại vì hiện tại là xe máy bên em thì cũng chia sẻ với anh em là những cái dòng xe bên em đều được tay của sếp giám đốc Hoàng Kiên test rất là kỹ càng, nên anh em yên tâm về chất lượng, về sản phẩm, về uy tín bên Hoàng Kiên rồi anh em cũng biết rồi đúng không ạ? Nên em lên em chỉ là giới thiệu là những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em và những cái giá xe bọn em đang bán ra thị trường với giá là như vậy anh em nhá. Rồi ok, những chiếc xe SH đời 2014 150 anh em nhá, giá cực kỳ là yêu thương. Anh em chờ đón em đã lên spot rồi. Những chiếc SH anh em nhá, SH 125 đời 2021. Đấy những chiếc đây, những chiếc Nhung báo đi, những chiếc Dream. Dream Thái anh Dream em nhá. Dream Thái ạ. Và vâng, bên nhà em có một số xe Vision và Janus. Vision Dancer và Janus ạ. Đấy, Janus anh nhá, Janus màu bạc. Rồi những chiếc Lead 110 bản Ninja màu sữa. Những chiếc SH màu lông chuột này anh em này. SH màu xăm panh thì đúng hơn. Đấy, và màu xăm panh. Lead 110 ạ. Ừ. Và giống Way 110 cc màu đen ạ. 110. Vâng. Vision và đặc biệt rất là nhiều những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em. Chút em giới thiệu từng con một, từng chi tiết một, từng con một. Xe em Đức em sẽ mang ra từng con một anh em nhá. Rất là nhiều những cái dòng xe, anh em muốn lấy xe gì thì có thể comment giúp em với ạ. Anh em có thể comment lấy những cái dòng xe gì bên em sẽ lên để phục vụ tất cả anh chị em mọi người nhá. Đấy. Vâng, hiện tại bên nhà em đã có một chiếc xe SH 125 ạ. 125 ABS anh em. 125 ABS 2021 ạ. Ừ, đấy. 2021 màu trắng. Vâng, lên tay vâng. Sách anh em nhá. Đấy, lên tay sách xe rất là đẹp. Đấy. Anh em nhìn ống muống thì anh em biết là nó xe nó đẹp nào, ra máy này. Đấy, anh em nhìn thuộc bảy màu này. Lốp con này chắc chắn là lốp còn zin theo xe, cho em một xíu em kiểm tra lốp chắc chắn là còn lốp còn zin theo xe. Em chưa nhìn công tơ đâu nhưng đấy, tuần thứ 21 năm 2021, tuần thứ 19 năm 2021. Đấy, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cành đào rồi anh em nhá. Đấy, em đọc hộ chị cái biển số xe. 29Y5 ạ, 73330 ạ. Vâng, một vòng cho em. Hiện tại đây xe rất là đẹp anh em nhé, màu trắng. Đấy, đồ đoàn rất là. Tóm lại những cái dòng xe này bên em thì nói thật test cực kỳ là kỹ càng rồi. Đây anh em nhìn đồ đoàn này. Đấy. Phanh ABS 125 ABS năm 2021 nha anh em nhé, chạy 7.000 km thôi. Anh em nhìn độ trần này. Đấy, công tắc này, nhìn độ trần, độ gờ này. Đấy, những cái xe bên em thì anh Kiên anh cũng dạy rất là nhiều những cái lần mà đi mua xe là anh em nhìn gờ này, sờ gờ không bị gợn lên, không bị cong vênh. Đúng ạ. Đấy, một chiếc SH 125 đây, 7.000 cây, anh nghe tiếng máy phê. Gương ngược các thứ đầy đủ cho tất cả chị em nhé, em sẽ báo giá cho anh em những chiếc xe. Rồi, cho em một xíu mắt cận lại dòm. Xe 125. Ừ. 2021. ABS em ạ. ABS. Mới đi được hơn 7.000 cây ạ. Màu trắng. Biển Hà Nội 29Y5 73330 ạ. Rồi, 73330, cho em một phút nha. Này, đây chị em máy không đây rồi. 2021 76.500.000 anh em nhá. 76.500.000. Dạ. Phanh ABS. Anh ơi quay gần cho em. Đấy. Anh em nhìn ốc chụp này. Quay nốt bên em xem cái này. Đấy đâu. Bên kia. Rồi. Quay xem anh em lốp còn zin theo xe anh em nhá. Lốp còn zin theo xe đây anh ơi. Đây, tuần thứ bao nhiêu đây? Tuần thứ 19 này có một lúc trước không sao giống nhau anh em nhìn ốc chụp này. 76.500.000 một chiếc SH 2021 phanh ABS, quan trọng là ABS này. Đấy, 125 ABS, anh chị em nào đang muốn kiếm những chiếc xe SH mà giá quá yêu thương đấy ạ. Ừ, vâng. 76.500.000 một chiếc SH 2021, rất là đẹp luôn. Đây anh em nghe tiếng máy này. Bao chất lượng anh em, bên em bao chất lượng cho anh em. Bao chất lượng, bao vẫn cam kết bảo hành cho anh em. Xe mới đã bảo hành rồi nhưng xe cũ bên em vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ cho anh em nhá. Chìa khóa hiện tại còn một cái. Ủa, bên này còn một cái.
76 triệu 500 anh em nhé, chắc chưa lấy được các chìa nữa sao? Hiện tại là em thấy có mỗi một chìa thôi anh em nhé. Với cái phanh ABS con này đẹp thật, thật sự con này đẹp thật. Yeah. Thế. Đây, quay lại cho em cái ốc cây da máy này. Thích thì thịt luôn này nhé, đấy, thích thì thịt luôn, đúng không ạ? Sao được tơ. À, nhìn cái ống uống này mọi người nhìn nó đi ít ống uống nó thải khí sang thừa đấy. Đây ốc rất là đẹp. 76 triệu 500 nha anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì làm cho em con này. Em cảm ơn anh Đỗ Phòng ạ. Vâng. Anh Tuấn Linh có hỏi con lít vàng sau của cửa hàng. Rồi ok, chúc em sẽ lên. Anh chờ một chút ạ. Bên vâng. Em sắp quay đến rồi ạ. Tưởng chị Dung nay nghỉ sớm về sinh nhật. Đúng rồi anh Nguyễn Trọng Hà, giá 76 triệu 500 anh ạ, giá con đấy đẹp đấy, con đấy hơn 7.000 cây, xe rất là đẹp luôn. Tưởng hôm nay em nghỉ sớm để về sinh nhật à, hôm nay vẫn sớm mà anh em bây giờ mới có 4:36, 38 phút, vẫn còn sớm. Rồi ok, cùng Quốc Tình. Nhưng sinh nhật U40, con chỉ có 2X thôi anh ạ. Vâng, ăn uống thì tối anh em nhá. Tiếp giờ... theo nhà em về một con SH màu xám lông chuột ạ, biển 29C1867672 ạ. Vâng, để em kiểm tra xem mà bên cái bếp 2020 CBS ạ. Ok anh Tuấn Canh Trần, xe Hoàng Kiên là chất lượng rồi anh Thiêu Thiêu. Ok anh. Đây em đặt cái máy anh ạ. Vâng, SH125 2020, bản màu xăm panh, panh CBS anh em nhá. Anh em là đang ở tín đồ của SH150 125. Đấy, 6.800 cây, anh phải quay cho em từ bên này. Đây anh em nhìn tay cầm này vẫn còn zin nha anh em nhá. Đây, đấy, tím này. Đấy, gò này, anh em nhìn gò nó em không bị lẩy, nó khít thịt luôn đúng không ạ? Đây, nhưng tất cả những cái đường này nó khít thịt luôn. Nó chìa khóa này, quay cho em cái chìa khóa bên này nữa. À, đóng cho chị khít cái này vào cái. Cái này là anh em tháo ra dọn. Hoành tráng á, hôm nay lên hoành tráng. Được chưa? Đấy, hở phát đẩy vào phát được ngay anh em nhá. Rồi, quay nốt cái mặt bên này. 6.800 cây anh em nhá, 6.800 cây, 125 năm nay sản xuất 2020 màu xăm panh. Đấy, anh em là tín đồ SH đợt này Đức lên cho nhiều SH lắm anh em ạ. Đấy, ốc chụp này, xem xe một lúc có đi lên xe không. Ồ, rồi rồi một vòng cho em lúc còn đi lên xe anh em nhá, tuần thứ 27 năm 2020 anh em nhìn ốc xe em thì dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi. Thực ra những cái dòng xe SH này về thường thường bên em dọn và đánh xi. Đấy, không phải tẩy rửa, bên em là cam kết không có chất tẩy rửa nha anh em nhá. Rồi, một vòng cho em bên này em báo giá cho tất cả chị em luôn. Báo giá cho các anh bên ạ, 29C186732 ạ. Vâng, 232, rồi. Phải chờ em một phút thôi nha anh em nhá, tại vì em mắt em hơi cận. Mai em sẽ đeo kính để em lên live. Anh Trần Sơn ơi, khúc tôm bên em hiện không còn anh ạ. 86732, đây rồi, ok em nhìn thấy rồi. Tháng 9 năm 2020. Tháng 9 năm 2020 em đang bán ra với giá là 66 triệu. Anh em nhá, hiện tại kỳ vọng là 67 triệu 500 nghìn đấy. Nhưng mà thôi em nay em hạ giá cho anh em 66 triệu 2020 125 tháng 9 năm 2020. Đấy anh em hạ 66 triệu dành cho chiếc SH xám lông chuột mà 125 2020 phanh CBS ạ. Ok anh Lê Phượng. Chốt thì liên hệ với các bạn hotline của em rồi, ạ. Rồi chúc mừng sinh nhật Hoàng Dung. Chúc bạn ngày càng xinh đẹp và hàng tháng. Ôi trời, cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh Nam Trần ơi, em là em gái anh Kiên nhé anh em nhé. Anh nhiều rất là nhiều anh chị em. Rồi là nhầm em với lại chị Na em đấy. Chị Na là chị dâu em là em gái anh Kiên. Đấy, hôm qua hôm vừa rồi anh chị có đi tổ chức 20 năm ngày cưới. Đấy anh em nhé, nên hôm ra là em là em gái, mọi người cứ nhầm đấy. Sớm đi uống bia, ok Trọng Hà. Chút nữa hôm nay phải uống bia cho nó say. Tiếp theo một chiếc LX màu cam ạ. Vâng, 125 anh em nhá. Thì cộng thêm 300 nghìn dùng dọn nhá. Rồi. Có future không cô ơi? Anh Khánh Huynh, future 1 hay future neo anh ơi? Neo em đang hết anh nhá, còn future 1 em vẫn còn. Vâng, anh Trọng Hà, Nguyễn Trọng Hà. Lại là anh em khách Hoàng Kiên vẫn đến mua xe bình thường. Màu cam ạ. Xe rất là đẹp anh chị nhá. Vâng, một chiếc LX Vespa. Thì xe của em 29F1 bản 00091 ạ. Bản chế cơ chị ạ. Ừ, thôi xin lỗi anh em. Xin lỗi anh em. Cái chân này là nó chưa được bản IE đâu anh em nhá. Chưa được bản IE. Một chiếc LX màu cam.
biển 29F10091 để em kiểm tra. Em lại phải dòm anh em ạ. Cho em 1 phút nha anh em nhá, tại vì là LX đâu rồi, nó LX nó ở chỗ nào rồi anh em ơi. Chưa? Rồi. 0091, cho em 1 phút em kiểm tra. Đây rồi. Ui dồi ôi, sao giá rẻ thế nhỉ? Ui dồi 2011 anh em ạ, chưa được IE anh em nhá. 6 triệu rưỡi. 6 triệu 500 nghìn, anh em thích những dòng này xe thì... quá rẻ đấy ạ. Vâng. Xe thời trang anh xe chị bên nhé. Em nếu mà anh em thực ra cái dòng đời này thì nói thật ra là nó cũng có tốn xăng. Nhưng anh em nhá, hàng không FI, không kim phun điện tử, không kim phun điện tử thì đương nhiên nó sẽ tốn xăng hơn một xíu. Nếu anh em nào có nhu cầu thì có thể nhờ bên em hỗ trợ, lắp cho một bộ tiết kiệm xăng tầm 300 hay hơn 300 nghìn gì đấy. Đấy, anh em nào quan tâm những cái dòng LX mà giá vừa vừa phải, tầm 6 triệu 500 nghìn, anh em quan tâm cho em con này mọi người nhé. Đăng ký lên 2011 rồi mà là bản này là chưa được FI đấy, bản này là bản bản thường, nhiều khi là rẻ quá nên anh em cũng ngại, nhưng mà không sao mọi người nhé. Quan trọng là anh em nếu mà lắp vào bình thường đi này, nó nốc chạy thì nó bốc thôi, nhưng mà nó sẽ hơi tốn xăng hơn một xíu anh em nhé, tốn xăng hơn một xíu đấy. Anh em nếu mà thích thì có thể lắp, bên em lắp cho bộ tiết kiệm xăng em thấy mất tiền nhá mọi người nhá. Đấy, thì thực ra cái đời này thì quan trọng, cái đời này nhà sản xuất nó sản xuất là như vậy thì mình phải theo thôi, đúng không ạ? Theo đi, năm ra là thôi cũng thích tiết kiệm thì bên em lắp cho anh em thôi. Đấy, 6 triệu 500 nghìn một chiếc LX quá rẻ và hợp lý dành cho các chị em gái, đúng rồi. Ai mà thích thời trang mà điều điệu đi xe này quá hợp lý đấy ạ. Vâng, em cảm ơn anh Trọng Hà rất là nhiều. Anh đang chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, kiếm tiền tiêu như lá đa nhé. Cảm ơn anh. Xe này uống xăng như em uống bia thôi. Em đã không biết uống bia anh Nhục, bây giờ thì học đi uống bia. Anh Tuấn Hùng, vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em cảm ơn tất cả anh chị em đang xem livestream. Hôm nay là anh em có em Nhung mới, mọi người comment xong là mọi người giao lưu với tất cả. Được lên sóng nên là có gì thì mọi người thông cảm giúp em ạ. Vâng, anh Nguyễn Trọng Hà, thực ra là đi rất là ngon, đi ngon nhưng mà hàng này nó là sẽ tốn xăng, thì dòng Piaggio mà anh em xác định luôn cho em, Piaggio thì sẽ tốn mọi người nhá, nhưng mà con này thì anh em lắp cho em bộ tiết kiệm xăng 300 hơn 300 nghìn vào là sẽ ok, có 6 triệu 500 nghìn thôi anh em ạ. Đấy, màu này nó là màu vàng nhưng mà chắc anh em bắn sang màu cam. Thủ tục sang tên có phức tạp không em? Anh Mai Sơn Lê, thực ra là thủ tục sang tên không phức tạp nữa, nhưng mà bây giờ là cái giá thành mà chuyển sang tên đổi chủ nó cao hơn bình thường một xíu. Bình thường anh em sang tên đổi chủ nó mất rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Nhưng mà bây giờ hình như là nó dao động cao hơn. Thông tư mới nó sẽ tầm khoảng hơn 3 triệu anh chị nhá. Vâng, có con Dream Việt nào không em? Dream Việt bên em có anh ạ. Con Dream Việt 70 triệu bán rồi. Ôi, anh em nhiều thế, anh em nhiều tiền thế. 78 triệu. Một lít ạ, màu vâng. Xanh tím. Ừ. Anh em đang mở bán rồi 78 triệu rồi. Anh chị nhá. Một con Dream Việt mà anh em đã quất luôn trong buổi trưa ngày nay rồi. Tiếp theo là một xe lít này, màu xanh tím, 2018. Mới đi được hơn 1 vạn cây ạ. Đây chị nhìn được. Máy vẫn nổ anh chị nhá. Vâng, 2018. 93234 ạ. Thì xe của em con giá là bao tiền? 28 triệu 500 nghìn anh em nhá. 2018 màu xanh tím. Bạn Ngọc Phát ơi, bạn chốt con X-Size biển 17 thì bạn gọi cho bạn hotline của mình nhé. Vâng, anh em cứ nhìn quay cho những cái G này. Đấy, quay những G này, những cái độ ấy vào nó khít này. Đấy, nó khít này. Anh em nhìn này, đúng. Nếu mà xe tai nạn, mà xe bị va đập, mà xe bị gì là những cái này nó không thể khít được anh em ạ. Đang những cái G vào khít vào này. Anh em lắp vào G nó không thể khít được, nó gãy lẫy mà. Đấy, không thể khít được. Nhưng mà những chiếc xe như thế này thì bên em đã được test rất là kỹ càng rồi. Đây là cái này là được người ta lắp những cái... khóa. Đấy, bên này nữa. 2018 nha anh em nhá. 28 triệu 500 nghìn. 2018 một chiếc lít. Đấy. Một chiếc lít 2018 biển số 29H19 3234, giá 28 triệu hả chị? Ừ, 28 triệu 500. 28 triệu ạ, 500. 28 triệu 500 nghìn anh em nhá. 2018 màu xanh tím. Anh em nào quan tâm anh mua. Ngô Hữu Hải hỏi là hỏi shop từ phiên live từ sáng, xe Honda ZX bản Sport màu đen nhám. Anh ơi, màu đen nhám hiện tại bên em không còn anh ạ. Ừ, bên em đang không còn rồi anh ơi.
Có con nào anh lại có nhân viên mới xinh quá. Ok anh Lê Huyền. Đây là Nhung đang làm online nha anh em nhé. Hiện tại là ngày hôm nay thì em lên Huệ bị đau họng không lên được. Anh Kiên thì có chút việc. Hiệp thì đang là bộ phận mua xe nên không có người lên cùng với em. Thực ra là live một mình, vừa live vừa nói vừa đọc biển vừa hơi bị lâu. Đấy, Nhung bảo hai chị em lên cùng giao lưu với tất cả anh chị em luôn. Em Dung ơi, có con Alpha 205 đẹp không em ơi? Xe giá luôn. Anh Đỗ Tấn hiện tại em đang không còn rồi anh. Đúng rồi anh Trần Quang. Vâng, anh em vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Con này bán ra cái giá là 28.500.000. Bản đèn xenon anh em nhá, chưa được đèn led ạ, bản xenon. Đấy, bình thường là led 2 tầng là 2020 trở lên. Bản này là bản xenon. 28.500.000 một chiếc lít 2020. Anh em nào quan tâm thì làm cho em con này mọi người nhá, màu xanh tím. Anh em anh đi cũng được, chị đi cũng được. Khóa smart key đầy đủ cho tất cả chị em. Đấy, đây nhìn cốp rất là rộng. Đúng không ạ? 28.500.000. Rồi em ơi. Tiếp theo một chiếc Vision ạ. Ờ có SH không không anh Nguyễn Văn, anh ơi anh nhìn SH nhà em này. Hiện tại SH nhà em quá nhiều quá trời luôn, từ đây vào trong nhà quá trời SH luôn. SH1 cũng có. 150 125 ban lúc nãy em vừa like một con 150 125 em cũng vừa like xong. Anh Nguyễn Văn nhá. Tiếp theo bên em về con Vision màu trắng cuối 2013. Vừa rồi, tiền anh em nhá. Số thì vừa tiền thôi. 29S134517 ạ. Em phải kiểm tra đã. Em nổ cho các anh chị cùng xem. Vâng, một chiếc Vision 2010 cuối 2013 chị ạ. Cuối 2013, bản lòng vàng rồi. Đấy, anh em nổ máy cho anh em nghe. Quay một vòng cho các anh chị xem ạ. 2013, tháng 12 2013 rồi anh em ạ. Màu trắng được dọn sạch sẽ ngon lành cành đào nha anh em nhá. 15.500.000. Bán ra 15.500.000, mua vào là 13.500.000 cộng 2 nha anh em nhá. 15.500.000 bao dọn cho anh em đấy. 15.500.000 là bao dọn cho tất cả anh chị em một chiếc Vision cuối năm 2013. Anh ơi quay gần cho em cái mặt này. Quay gần cho em cái mặt này. Đấy, mặt pha tính này. Đồ ốc vẫn còn zin anh em nhá. Anh Nguyễn Hiệp ơi, anh chờ em một lát nhá, bên em chuẩn bị lên live zin đấy ạ. Vâng, lốp này thì không còn, đây là sơn zin này. Lòng trong có bán tỉa này anh em này. Lòng trong có bán tỉa, mặt trên thì cũng zin này. Đấy, mặt trên này vẫn còn zin này. Ra máy vẫn còn zin rồi, ra máy được bán tỉa rồi anh em nhá. Ra máy bán tỉa rồi. Ui giời, cái gì đấy? Biển số anh em nhá. Đời 2013. Xe vẫn nổ đấy ạ. Ừ, xe vẫn đang nổ đấy. Đấy, anh em thích những cái dòng xe Vision vừa vừa tiền, mua cho vợ cho con. Mua cho vợ cho con đi học cũng được anh em nhé. 15.500.000. Một chiếc xe Vision cuối 2013, biển số xe 29S134517 ạ. Rồi, anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với trực tiếp với bên em ạ. Vâng, anh em nào mà muốn đặt cọc, mà muốn mua những chiếc xe này, anh em có thể liên hệ trực tiếp với các bạn. Nhân viên online ở trên, số hotline mà em đang để ở trên đấy ạ. Đấy, có 15.500.000 nha anh em nhé. Rồi em ơi. Anh Thơm Quang đang hỏi SH đen sần 2019 có nha anh nhá. Xin lỗi anh vâng, em. Chị Na. Em đang không còn. Vision 2019 màu đen sần em không còn. 2018 chị em còn. Còn đen bóng 125 2019 thôi ạ. Tiếp theo là một con Vision màu đỏ ạ. Biển số 29D2 2020 anh chị em nhé. Vâng. Biển số 29D2 47282 ạ. Đây em nổ rất êm đấy ạ. Vâng, 2022 đúng không? 2020. 2020 dành cho anh chị em thổ mệnh không ạ? Màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Lên mặt nạ cửa sổ nha anh em nhá. Này cho em ạ. Chưa anh ơi, anh lên em like luôn cho anh luôn. Những khách hàng bên em đến đổi xe nha anh em nhá. 2020 một chiếc Vision bản 2020 màu đỏ đô cho tất cả anh chị em. Em gái đi cũng được, em trai đi cũng được. Những cái dòng xe mà nó gọi là rất dễ đi mọi người ạ, rất là dễ đi. Phổ thông đấy ạ. Vâng. Lên tay sách anh em nhá, lên tay sách này. Màu đỏ. Xe đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành đánh đáo cho anh em rồi. Biển số 29 29D2 47282 ạ.
47282 anh em nhá. Đợi em xem. Em ghét nhất là xem bảng giá anh em ạ. 47282, em ghét nhất là xem bảng giá nhưng mà tại vì em không nhớ. Khổ thân em. Đây rồi, xe chính chủ một chủ từ đầu anh em ạ. 27.500.000 anh em nhá. 2020.500 dành cho một SH con em Vision màu đỏ đô 2020. Vâng, 27.500. 29D2 ạ. 27.500 anh em nên nhớ. Nó là form dáng đời cũ, không phải là form dáng đời mới nha anh em nhé. Đây, form dáng là form dáng đời cũ. Máy đi rất là hay. Máy đi rất là hay, máy đi rất là chất lượng. Form dáng này rất được rất nhiều anh chị em tin dùng và rất là nhiều anh chị em thích form dáng này. Bản thân em cũng là cái người thích form dáng này luôn. Đi máy cực hay, máy cực phê. Đúng rồi. Cái quan trọng là cái chất lượng máy này đi nó kiểu là nó gì nhỉ? Tạo cái gì cho nó đúng nhỉ? Nó chắc, đúng rồi, nó rất là chắc. Có nghĩa là đời 2020 cũng cái form này là form mới nha anh em nha. Đi không bao giờ thích bằng cái form này. Form này là đời này là đời cuối cùng. Đi máy chạy nó lốc lắm mọi người. Nó lốc, có nghĩa là đi nó đầm xe. Nó đầm, thật sự nó đầm. Nó theo kiểu là nó không bị bồng bềnh như cái dáng form mới. Đi cái dáng form này rất là dáng này nó vừa chị ạ, nó vừa chân. Nó đúng không rồi, cao như cái dòng đời mới. Đúng rồi. Với lại hai nữa là quan trọng là chạy nó đầm. Bản thân em đang đi một chiếc xe này đời 2019. Máy hay lắm. Em xem 8250 không em? Anh Nguyễn Hiệp 8250. Em còn một con 47 triệu của anh Sáng. Em có chuẩn bị có một con 8250 về nữa. Nhưng mà các bạn đang đi ship về chưa về đấy nhỉ? Phải chờ anh em nhá, xe đang trên đường về ạ. Tiếp theo nhà em xin giới thiệu một con Leaf bản gồ chân chống điện biển 88F102527 ạ. Vâng, một chiếc xe Leaf. Leaf bản Ninja anh em nhá, Leaf bản Ninja. Con đầy đủ 2 chìa anh chị em nhá. Leaf 27 rồi. Đây ạ. Đây em nổ máy cho anh chị em. 10.200.000 anh em nhá, một chiếc bản Ninja Leaf. Hả? Đẻ đấy. Mười bản vành gồ chân chống điện, nó đen cái là nó ăn nhau khoảng biển 88 thôi. Anh em ạ, nếu mà con này nếu mà nó là biển Hà Nội thì nó lại ra vấn đề, nó tầm khoảng 12 triệu. Đấy, con này có 10.200.000. Đời em thích nhất đi cái dòng này là cái cốp phải rộng này. Em đang đi để rộng, thoải mái để đồ. Quan trọng là vừa tiền, đúng không? Mà lại chất lượng. 200.000. Ba kính này anh quay gần cho em một dòng xe. Đấy, vành gồ chân chống điện nha anh em nhá. Em tả lại là cái con này hôm vừa rồi em có tả rồi, nhưng hôm nay là anh em lại. Đôi thụt đã được bắn tỉa, nhưng mà bắn tỉa là bên em có bắn tỉa nha anh em nhá, chứ không phải đi hiệu. Hiệu thì anh em nó sẽ ráp min và nó bắn cho tỉa thì anh em nhìn không nhận ra đâu. Nhưng hiện tại là bên em có bọc và bắn tỉa lại. Đấy, là nó không vừa tiền. Đây, đập vào nó chút con đập vào. 10.200.000 anh em nhá. Đời 2011 bản vành gồ chân chống điện. Một chiếc xe Leaf giá gọi là tình yêu thương, đi ăn đi làm dành cho tất cả anh chị em đều mua được những cái dòng xe này. Biển 88 Vĩnh Phúc anh em nhá, cốp rất là rộng. Đấy, nhiều anh em thích đi những cái form dáng này, nó vừa tiền. Nó không tiền dành cho anh em đi ăn đi làm cũng được, đi chở hàng cũng được. Ví dụ như anh em chở hàng như kiểu là ship hoa quả này, ship đồ ăn này, với lại mà chở những cái đồ gọi là nó nhiều anh em cho vào trong cốp, xong rồi cho vào cái lòng trong này, mọi người đi em thấy nhiều anh em thích cái form này. Quan trọng nhất là phù hợp với tầm túi tiền của mình anh em ạ. 10.200.000 nhé anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì làm cho em con này. Rồi. Vâng. Là quay con xem đấy, một chiếc em gian nớt ạ, màu xám ạ. Xám sần đấy nhanh nhá. Đây là xám sần. Ở đây đó. Xám sần đấy ạ. Xám sần. Biển 29C1 rồi. 98916. Rồi 2022 bản khóa chì ạ. Xám sần anh em nhá, một chiếc xám sần biển C Hoàn Kiếm. Đấy, một chiếc gian nớt. Rồi em. 16 chính chủ vân tay đầy đủ anh em ạ. Phần chính chủ vân tay đầy đủ cho tất cả anh chị em. Ui giỏi, giá yêu thương lắm anh em ạ. 24 triệu đồng. Bản 2022 chạy hơn 5.000 cây. Đấy. Hơn 5.000 cây nha anh em nhá. Những cái dòng này là dành cho anh em mệnh kim. Mệnh kim đi những cái dòng này đúng là đúng hợp mệnh. Ví dụ như 22 triệu 500 hả chị? 24 triệu. À 24 triệu ạ. 24 triệu 500 mà. 24 triệu 500. Nhưng mà em giảm xuống còn 24 triệu thôi anh em ạ. 24 triệu chính chủ vân tay. Con này chắc chắn còn lốt rồi, còn theo xe. Biển 29C198916 ạ. Rồi anh ơi, đây, quay xem. Tuần thứ bao nhiêu đây? Tuần thứ 2. Năm 2020 tuần thứ 0 bao nhiêu đây? 33 mấy 36 ạ.
2022, mắt em cận là khổ thế đấy. Tuần thứ 36 năm 2022, lốp trước còn nha anh em nhá, lốp sau tiếp tục đây. Không mặc váy thì mà mặc váy thì nó cứ loà 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 xóa lời xòe khổ. Bên đấy có không em ơi? Có chị ạ. Đây, tuần thứ 28 năm 2022 ạ. Đấy, tuần thứ 28 năm 2022 nhá anh em nhá, một chiếc 2022. Màu bạc tần. Đấy, chiều quá anh em nhìn chìa, một chiều còn chưa sử dụng chìa đến. Cả đôi ạ, một chìa vẫn chưa sử dụng. Một chìa còn chưa sử dụng đến anh em nhá, vẫn còn cắm cái này này. Em cứ like xong tay chân em nó bẩn bê bẩn bết. Bảo tại sao nó bẩn? Bây giờ cứ quệt nọ quệt kia, đúng không? Đấy. Rồi. 24 triệu đồng nha anh em nhá. Một chiếc 2022 bản bạc tần. Anh chị em thích quan tâm những cái dòng da nớt thì quan tâm cho em con này, em thấy rất là hợp tình, hợp lý, hợp túi tiền. Đúng không ạ? Bây giờ mình bỏ xác định bỏ ra tầm hơn mới nó vẫn là hơn 30 triệu. Mới hơn 30 triệu anh em mua đăng ký nữa, đúng không ạ? Bây giờ hiện tại 2022 chạy được hơn 5.000 cây mà bên em đang bán ra với giá là 24 triệu đồng. Nó cũng thực ra là cái dòng Yamaha thì so với cái dòng Honda thì nó sẽ lỗ hơn nhiều nha anh em nhé. Để mà tì những cái dòng này mà so với dòng Vision thì đương nhiên Vision nó không bị lỗ nhiều. Yamaha thì nó sẽ lỗ nhiều hơn anh em nhé. Đấy, 24 triệu đồng. Anh Trần Khiết đang trả 9 triệu rưỡi, con chắc là xe lít Việt 88. Không được anh ơi, 10 triệu 200 nghìn. 10 anh triệu. Anh cố lên anh ạ, bên nhà em có lộc lá đấy. Thực thì ra anh là cố lên chút nữa. Thực ra là em nói thật với anh em là bên em, anh Trần Khiết 9 triệu rưỡi Hoàng Dung ơi, có được không? Anh ơi cố lên đi anh. Thôi giao trên live stream em bán 10 triệu nhá. 10 triệu anh được thì anh cọc giúp em. Tại vì những cái dòng xe này bọn em cộng ít lắm. Toàn 1.7 triệu, 1.8 triệu. Nhiều để 2 triệu. Tại vì em đọc luôn thì bình thường anh em cũng xem live em rồi đấy. Những cái con xe đấy hình như là hôm trước bán ra 10 triệu 500 cơ. Nhưng mà không được em hạ. Chiếc này 24 triệu 500 ạ. Không, 24 triệu em mà con 24 triệu. Vâng. Anh Trần Khiết nhá, vâng. Nếu mà ok được anh cọc giúp em bán ra 10 triệu cho anh em. Tiếp theo là một chiếc Sirius ạ. Biển 12L124596 bản chế cơ ạ. 20 cho xem lại con lít 10 triệu đi anh Đại Hoàng Gia để em tả nhá. Em Sirius 2020 biển tỉnh. Rồi, đợi chị tả cho anh Hoàng Gia tại vì anh chắc là anh vừa vào xem. Một chiếc xe lít biển 88 Vĩnh Phúc đời 2011. Vành gồ chân chống điện màu vàng be, xe cũng được ba một chút đồ đàn rồi, một chút sơn ấy lúc nãy em có tả rồi đấy, với lại ra máy. Thế còn tất cả là máy móc online cành đào, em đang bán ra đây 10 triệu 200 nghìn. Anh em nào đang mặc cả em một tí rưỡi đấy. Nhưng mà thôi em chốt trên like là 10 triệu nha anh em nhé. 10 triệu trên like, anh em nào mà có cọc thì cọc luôn giúp em hộ em cả nhá. 10 triệu. Tại vì ngày em like 2k ấy, hôm nay Nhung nó đỡ cho nên cũng hơi, vì là cũng phải like lên like mới tiếp cận với tất cả anh chị em. Anh bảo nguyên hơi con đừng sai biển 61 còn anh nhá. Tiếp theo là Sirius 12... là 2020 bản chế cơ ạ. 12L124596 ạ. Chị xem bao tiền. Anh em Lạng Sơn bản vành lan ạ. Quay Lạng Sơn 2020 anh em nhá. 2020 màu đen. Này là máy zin rồi. Em nổ máy cho anh em nhá. Mấy nghìn cây đây anh em mới mua. Mới mua. Có giá còn mua của anh Tân trước. Quay gần cho em đi. Quay gần cho em. 14. Bán ra 14 triệu 200 à? Trên mail đúng không? Trên mail 14 triệu 200 đúng không? Chờ tốm cho anh Kiên mới like. 14 triệu 200, anh Kiên like 14 triệu 200, vâng. 14 triệu 200 nghìn nha anh em nhá. Một chiếc Sirius 2020. Vành xe đẹp ạ. Mà máy zin anh em nhá. Đây quay cho em cái này. Máy zin anh em nhá, 2020 máy zin. Cam kết anh em luôn chất lượng. Đấy. 100 km ăn 1.99 lít. Này. Sơn vẫn còn zin này anh em này, tem zin này, đồ đà zin anh em quay cho em năm 2020. Đấy. Đây, trăm nan rất là đẹp. Long lanh nồng này, biển 12 Tuyên Quang. À quên xin lỗi, 12. À Lạng Sơn. Lạng Sơn là. Vâng. Anh em Lạng Sơn nha mọi người nha, lần quay Lạng Sơn anh em có anh em nào Lạng Sơn ở đây không ạ? Cho em gửi lời chào đến tất cả anh em Lạng Sơn ở đây nhá. Và gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem xe máy Hoàng Kiên. Vâng, em cũng xin chào tất cả các anh chị em đang xem live stream của hai bếp bên em ạ. Vâng, rất là đẹp luôn anh em nhé. Con này đẹp thật, đồ đạc đều xe lắm. 14 triệu 200 nghìn cho em xem lại đó. Anh Monty ơi, anh chờ một tí nhé. Bên em chuẩn bị live Jim Thái rồi đấy ạ. Anh vâng, chờ lên ạ. Luôn. Chờ, chưa được, chưa được. Chờ chị lên, chờ chị kiểm tra xem.
Vâng, 14.200.000. Sorry anh em, đúng 14.200.000. Tháng 11 năm 2020 anh em nha, xe rất là đẹp. 14.200.000. Anh em nào quan tâm thì mình đang kỳ vọng là gần 15 triệu cơ. Và thôi, trên livestream thì tất nhiên là những cái giá xe mà trên livestream đều là những cái giá xe mà bên em đã được hạ và được hạ nhất định để tiếp cận với khách hàng. Đấy, 2020 anh em nhé. Bản chế cơ này đi rất là hay. Thích hơn đi những cái form 2020 mà bản FI. Thực ra bản FI thì là mua mới rất là đắt. Nhưng mà để đi thì để nó to. Thì thường anh em hay chọn form giá của bản chế cơ này hơn. Đấy, rồi ok em ơi. Con Sirius này giá 14.200.000 anh Đỗ Hùng nhá. Vâng, 14.200.000 nha anh em nhá. Anh Nguyễn Dung ơi, bên em chuẩn bị lên Zin Thái đấy ạ. Đây, tiếp theo bên nhà em về một chiếc Zin Thái biển 4 số 29F1 9332 ạ. Rồi. Xem là đầu máy bao nhiêu. Rồi, đầu máy 100. Đây 199 mấy đấy. Em ga lên một tí, ga cao lên một tí. Mớm. Đây, đưa chị mớm đây. Mớm. Cái dòng xe này nó không đi là mình phải mớm. Xe đã được dọn dẹp anh em nhá. Rồi, một chiếc xe Dream biển 29F hãng 89332 để em kiểm tra xem nó là bao nhiêu tiền nha anh em nhá. 9332. Rồi, 9332. Đây, anh Monte, anh xin xem thử xem chiếc xe này có ưng không ạ? 14.800.000. 14 triệu, một chiếc Zin Thái biển 997. Chị ơi, 14.8 nhỉ? 14.800.000. Đây, đồ đạc thì cũng thôi cũng được bắn tỉa nha anh em nhá. Đây, cũng được, thôi cũng được rồi, 14.800.000 để mà xuất sắc thì em không khẳng định là con này xuất sắc. Được cái là nó spa, được cái máy được thôi, đồ thì nó đều nó. Đây, những cái này anh em nó bắn tỉa bằng tay chứ không quệt kiếp các thứ bằng tay, chứ không được bắn tỉa theo kiểu là bằng máy bình thường. Thế đây anh quay gần cho em để anh em ở xa nhìn cho nó dễ. Đây anh em nhá, luôn gọi là xấu đấy. Cái này cũng thay rồi đấy. Trục giật thì cũng thay rồi đấy, vành bánh tam nan cũng anh em thay lâu rồi, đi giờ nó cũng xuống màu theo thời gian rồi. Được cái máy được. Đây anh em nghe tiếng máy này. Đấy anh em nghe. Thực ra tiếng máy thì rất là ok. Hình hài thì nó vừa xấu. Nha anh em nhé. Quay nốt cho em ra máy bên này chưa quay anh ơi. Đây. Nó vậy là xấu đúng không? Anh em nhìn thôi. Thôi nó 14.800.000. Nếu mà anh em mà muốn giá xe quá hợp lý ạ. Anh em nào nếu mà muốn gọi là thôi về mình tân trang thêm, vào thêm đồ, dọn dẹp thêm đồ thì mất tầm khoảng 1.500.000 nữa thì nó sẽ đồ đạc nó sẽ căng hơn mọi người nhá. Nhưng còn thôi con này nó bây giờ nó cũng là vừa thôi. Được cái là máy được. Máy ra, máy chạm nhưng mà máy được. Đây em nghe, anh em nghe tiếng máy này. Chỉ là cái đồ đạc nó hơi xuống theo thời gian, anh em nó không kiểu là không gì nhỉ? Không à. Rồi. Đấy, đây 14.800.000 anh em nhá. Một chiếc xe Dream 1997. Anh chị em nào thích Dream Thái mà giá dao động tầm 15 triệu quay đầu thì anh em quan tâm cho em con này. Được cái máy ngon, hình hài thì nó xấu theo thời gian. Nếu mà anh em mà muốn những cái đồ nó được đẹp hơn thì anh em đầu tư thêm. Còn giá bọn em mua về thì bọn em bán ra như vậy nhá anh em nhá. Mua về thực ra là mua về, bây giờ mà để đầu tư mà dọn thêm nữa thì cũng rất là nhiều tiền, để mà nói mà giật một chiếc xe đẹp lên thì cũng rất là nhiều tiền, không ít tiền đâu. Nên anh em thôi mua nào bán thế anh em ạ, quan trọng cái chất lượng máy. Đấy, máy vẫn ngon lành cành đào. Đấy, anh em nghe tiếng máy này ngon, để máy ngon, mỗi tội hình hài hơi xấu thôi. Không bán này anh, cô về à, chồng cô đấy à, bao nhiêu tiền cô? 3 triệu á? Bán cho cháu triệu mấy? 2 triệu. Mua rồi à? Đấy đang cô bà cô hơn 60 mà trẻ quá, xin vía cô. Xin vía cô. Đẹp nhỉ? Cô về nhá. Dạ vâng, cháu chào cô chú nhá. Rồi 14.800.000. Rồi tiếp tục em ơi.
Đây tiếp theo một có chiếc có Dream Thái Zin không shop anh Nguyễn Dũng, hiện tại đây là Dream Thái Zin nhà em đang không còn con nào rồi anh ơi. Đang hết mất rồi anh ạ. Dạ. Tiếp theo là một chiếc Lít ạ. Vâng. Lít đen biển Hà Nội 30X65975 ạ. Lít chế cơ ạ. À Lít LI rồi. Quay đi lấy chị nhé. 2009-10 anh em nhá, một chiếc Lít 2010, bản này chưa phải là bản FI. À quên, chưa phải là bản bản chân chống điện. Còn là tất cả những cái dòng xe Lít SCR đều FI nha anh em nhá, đều là kim phun điện tử rồi. Những cái dòng xe này đều là kim phun điện tử rồi. Nghe tiếng tiếng máy nghe phê thì đúng rồi anh. Anh Nguyễn Thành Sơn máy rất là ok. Hình ảnh hơi xấu. Đây này em tả luôn. Em đang nổ máy đấy ạ. Ừ. Em tả đây luôn con Dream Thái vừa xong nhá. Đấy vì là nhiều khi anh em ở xa ấy mà bọn em tả không những cái chi tiết nó không được ok thì anh em lại đến lại trách lại móc. Đấy xấu thì em báo là xấu, đẹp đẹp thì em báo là đẹp. Máy zin báo là máy zin đúng không anh em? Nhiều khi anh em ở xa thích nhưng mà mua về lại bảo là trên đấy đấy là em tả luôn bằng thực tế bằng tiếng nói luôn mọi người nhá. Vâng đúng rồi. Hình hai thì xấu. Đây máy này. Ngon. Xe đấy vẫn còn tem mác 2010 anh chị nhá. Vâng, 2010 anh em nhá, một chiếc xe Lít 2010. Rồi, biển 5975. 30X65975 ạ. Rồi, giá cực kỳ là yêu thương anh em ạ. Ôi giời. Giá quá hợp lý. Giá yêu thương anh em nhá, 8.700.000. Chưa đến 10 triệu một chiếc xe. Lít. Lít. FI, lép nó. Điểm yếu của nó là màu đen. Điểm yếu nó là màu đen anh em ạ. Điểm yếu nó là màu đen nên ra là cũng, cái màu nó cũng quyết định nhiều thứ anh em nhá. Anh ơi lại cho em xin một vòng đi. Nhưng cái này vẫn còn zin này. Đồ này vẫn còn zin này. 8.700.000 anh em nhá. Một chiếc xe Lít 2010. Đấy đã được cũng được spa sạch sẽ ngon lành cành đào hết rồi. Tay sách mất còn zin đâu xe này anh em không đùa đâu. Đấy, ra máy này. Đấy, thoa biển số. Thôi được cái là anh em cũng được spa sạch sẽ rồi. Những dòng này thôi nó vừa tiền dành cho tất cả anh chị em chở hàng hoặc là đi lại, gọi là lấy phương tiện đi lại. Giá có 8.700.000 thôi anh em nhé. Em cộng có 1.500.000 rồi. Đây quay gần cho giá em. Giá rẻ là hợp lý. Đọc cho chị lại cái biển số xe Lít 30X65975 ạ. X65975 nha anh em nhé. 8.710.000. Đấy, tháng 1 năm 2010 em lên có 1.500.000 thôi. Đấy, em lên có 1.500.000 thôi anh em nhé. Đấy. Em không đọc giá lên thôi tại vì là em nói nhiều nên em bị hạn tiếng nên em không đọc giá lên thôi. Cộng có 1.500.000 thôi anh em nhé. SH có bán trả góp không chị? Hả? Mua. Mua vào. Mua nhiêu? Vâng. 12.300.000 vừa mua. 12.300.000. 13.000.000. 12.000.000. 12.300.000. 300 dọn. Tiếp theo là 12.600.000. Quay A 110. WA110 2022 biển 15 ạ. 12.300.000 ạ. Xe này bên em vừa mới về nhá các anh chị nhá. Một chiếc xe quay nha anh em nhá. Một chiếc qua quay 110. Mới đi được hơn 5.000 cây ạ. 5.774 km ạ. 2022. Mua là 12.300.000. Vâng. Cộng 300 dọn tôi cộng 200 là 12.500.000. 12.500.000 em cộng 1.800.000 anh em nhá. Cộng 2.500.000 cộng 1.800.000. Máy ngon lành cành đào. Kiểm tra lốp. Lốp 27. Lốp còn 14 triệu anh chị em nhé. Lốp gì đây anh ơi? Đấy 8 năm 2022. Đấy anh em nhìn ốc trục này. 12.500.000 cộng 1.800.000 nha anh em nhé. Một chiếc xe quay dành cho anh em đi ăn đi làm. Đấy 2022. Ba kính nghiệp, máy còn zin. Đồ ốc trục vẫn còn zin. Anh em quay cho em đầu bò đi. SH có bán trả góp nha anh Mạnh Tinh nhá. Đây. Ra máy vẫn còn zin ra xe nha em nhá. Những cái dòng đây, kể cả những cái từ những cái chân trống này. Đấy. Zin. Những cái dòng này tập thực ra là 2022 nó hàng lớn lát rồi. Biển 15 anh em nhá, biển Hải Phòng. 15B431685 ạ. Rồi, biển 15. Rồi, tiếp theo bên này anh ơi. Đấy, ốc trục này. Anh em mới vào cho em xin một nút chia sẻ anh em ơi, anh em comment để chào thành viên mới bên em đi ạ. Mọi người ơi. Không nói hộ chị Dung tịt không nói được anh em ạ, nói thế thôi, nói nhiều khi trêu thế thôi mà nhọc phết anh em ạ, nói mà trưa nay em like xong 12.200.000 cộng 1.800.000 ạ, tắt tựa mồ hôi ra.
12.500.000 500 à? 14.300.000 vâng. Rồi, một chiếc Way 2022 nha anh em nhé. Máy 50 biển Hải Phòng ạ. Bên em dòng này bên em cam kết với anh em máy zin, đồ zin. Không cam kết không đồ tàu, không lai tạp nha anh em nhé. Đấy anh em những cái dòng xe này bên em giới thiệu mà có lai tạp bên em đền xe cho anh em luôn. Đấy 12.500.000 0.8. À, anh X Trần, anh X Trần ơi, Future 2022 nhà em hiện tại không còn anh ạ. 2022 em đang hết rồi anh ơi. Có anh con Nguyễn này Hoàng máy 100cc anh Bùi Trung Thành 110 anh ạ. Con đấy là 110, đời 2022 thì không có 100 anh nhá. 100 thì nó chỉ lên đến 2016 thôi anh. Đấy. Anh Nguyên Hoàng có hỏi là chị có Way S 100 không ạ? Hiện tại đang hết rồi anh em. Anh Đặng Thuận. Anh Trung Bùi ơi, con đấy con VA biển 15 đấy là 110 anh ạ, không phải 100cc đâu. Là con dây yêu quý. Về đi xong mà tắm giặt nhá. Rồi, còn và tiếp theo ạ, là một chiếc Avalanche 125. Vâng, CC đời 2022 ạ, biển 35 N160136 ạ. Ừ. Màu đỏ. Dành cho anh em mệnh thổ bệnh hỏa nhá anh em nhá. Năm sản xuất 2023 rồi. Đấy. Dạ, bản 23 anh em nhá. Bản này là bản 23. Nhưng mà nó sẽ sản xuất vào cuối năm 2022 Nó sẽ sản xuất vào cuối năm 2022 vì bản này là bản tem này, bản tem to này, bô bếch này. Em ga mớm lên, tôi chị. Những cái dòng xe này em ga mớm lên cho nó mớm, nó xăng nó xuống thì nó sẽ nổ được ngay. Đấy. Anh em nào Ninh Bình nhá, anh em Ninh Bình ơi, anh em Ninh Bình cho em xin một nút chia sẻ với được không ạ? Anh em Ninh Bình. Đấy. Bên em có ship tất cả các tỉnh anh nhá. Một chiếc 2000 cây, 2100 cây. Bản 2023 160136. Ừ. Tem 2023 quay gần cho em anh ơi. Chi tiết cho tất cả anh chị em xem nếu quá anh mới. Em đúng biển đúng tỉnh làm cho em con 2023 này đấy ạ, bản form dáng của 2023. Đấy, xe rất là đẹp, chạy có hơn 2000 cây thôi. Dành cho anh em mệnh thổ vận hỏa cho em mọi người nhá. Đây anh em từ những cái núm này. Em sẽ bóc ra cho anh em nhìn. Phá Trinh. Rồi. À, đây anh ơi cho em xem cái lốp, chắc chắn là lốp vẫn còn zin theo xe, không thể không được anh ơi. Tuần thứ 44 năm 2022, nó là cuối 2022 đấy ạ. Đây anh em nhìn, anh em ở xa nhìn có rõ, em quay còn rõ không? Đây ốc chụp này, anh em nhìn đĩa này, đĩa nó còn chưa mòn gì đấy, bình thường đi nhiều nó sẽ mòn đúng không ạ? Đây 2023 tuần thứ 40 năm 2022 chị ạ. Rồi đúng đúng đây đúng, bên rồi. Này lốp sau đấy zin theo xe nhé anh em nhé. Tuần thứ 40 năm 2022 ạ. Đấy. Biển 35 Ninh Bình. Để kiểm tra thôi. 35N160135. Rồi. 60136 ạ. Rồi, để em kiểm tra. 2023 tháng 10 2022. Đăng ký tháng 10 2023. Đấy, đăng ký tháng 10 năm 2023 nha anh em nhé. 36.500.000. Rồi, em cảm ơn anh triệu. Dung Quốc ạ. Xe rất chất. Vâng, cảm ơn anh. Chị sò luôn anh em. 36 triệu anh em nhé, đăng ký vào tháng 10 năm 2023. Anh cho chung với 36 triệu anh nhé. Vâng, 36 triệu. Đấy, dành cho anh em nào thích hàng lướt, hàng lát. Mà mà rất là đẹp này. Sẽ là còn 2 khóa đấy. 2 khóa rồi. Đấy, anh em quan tâm đến cái dòng xe này thì anh em cứ inbox trực tiếp cho bên em nhé. Tại vì nó chạy rất là ít. Hàng lướt lát thì đương nhiên là nó sẽ không bị lỗ nhiều đâu anh em ạ. Đây em nhìn đồ là rất là đẹp luôn, hơn 2000 cây, đăng ký tháng 10 năm 2023 anh em nhé. Bên em đang bán ra với giá là 36 triệu đồng. 36 triệu đồng một chiếc 2023. Máy này, máy anh em nghe tiếng máy. Chúng ta là tay tách tay xiếc với nguồn tin theo xe, bên em cũng chưa phải bán tỉa nha anh em. Quan trọng là chủ giữ từ giữ gì. Đây, 2100 cây anh quay chưa? Cái mặt trên này 2100 cây nha anh em nhé, nhìn phím bấm này. Kiểu chưa chạy hết lốt đà thôi. Ừ chưa, đấy mức 2000 cây mà 5000 cơ mà. Đúng ạ, 36 triệu anh em nhá. Vâng, tiếp theo một chiếc Vision Denson ạ. Con này chắc là 2017 đây. À đúng rồi, 2017 ạ. Vâng, 29V5-33685 ạ. Bản khóa chìa ấy chị em nhá. Đây, mới đi được 9.477 km ạ. 33685.
Vâng, hai đăng ký lên 2022 rồi anh em ạ. Đăng ký bây giờ nó là 2022 rồi. Tháng 2 năm tháng 5 năm 2022, đời của nó gốc 2017 đấy anh em nhé, bản Denson, bản đời đầu tiên của phiên bản Denson. 25 triệu 300 nghìn. 25 triệu 300. Quay cho em anh ơi. Bản 2017 nha anh em nha, bản Denson, bản đặc biệt dành cho anh chị em. Bản này bản là nó là cái bản đắt nhất. Đắt nhất của Vision SH hoặc là những cái dòng tất cả những cái dòng mà là bản Denson thì nó là bản đắt nhất anh em nhá. Em kiểm tra em con này màu yêu thế. Rồi em quay gần cho em để em chi tiết từng chi tiết một cho anh em. Lên mặt nạ anh em nhá. Đấy, đồ ốc chỗ con này đẹp mà. Con này lên rất là đẹp luôn. Em kiểm tra lốp luôn ạ. Lốp mới thay. Đấy, pha kính cũng đều đẹp nha anh em nhá. Pha kính đều đẹp, bản Denson. Đấy, củ phanh đỏ, tay sách đỏ. Rồi thụt đỏ. Đồ con này cũng đẹp mà, 2017. 25 triệu 200 nghìn đúng không? 25 triệu, con thấy xem nào. 33685, chị xem lại đi. 29B5, 33685. 25 triệu 300 nghìn. 25 triệu 300 nghìn anh em nhá. Đấy, 2017 đăng ký lên 2022, biển 29V5 33685. Đấy, một vòng cho em bên này. Rồi, cho em 2017 đăng ký lại 2022 ạ. Máy zin nha anh em nhá, một chiếc máy zin đấy ạ. Không phải gì đấy, tím gì đấy, chơi gì ạ? Ốc à? Chắc là em thấy ốc ở đâu đây. Chắc con ốc nào ra đây. Xong chưa, con này test chưa? Chưa test mà. Anh làm đúng không? Chưa ký ạ. Chưa anh em không chưa thế. 25 triệu 300 nghìn anh em nhé, 2017 bản Denson. Đấy, máy ngon lành cành đào, máy zin á. Không lát không gì cả. Côn kiếp vẫn còn ngon lành cành đào, anh em chỉ việc về đổ xăng và đi thôi. Bản Denson, thực ra những bản Denson này bây giờ giá dao động tầm 25, 26 triệu, 27 triệu nó là bình thường. Mà con này bây giờ đang bán ra với giá là 25 triệu 300 nghìn. Em chưa cộng đâu, cộng mấy trăm? Mấy? 700 á, sorry anh em. Đấy, con này cộng 26 triệu. Con này dọn 700 nghìn lại tay những cái gì đấy. Anh Hậu là người quay nha anh em nhá, là đang là người dọn con này luôn. Xin lỗi anh em. Bọc yên đúng không? Bọc yên là cái mặt này đúng không? Thay vào 700 nghìn anh em nhá, 25 triệu 300 cộng 700 thì dọn 26 triệu. Lấy 252 cộng với 700 tiền dọn đấy anh em nhá. Cái này là bên em có giải trình hẳn hoi. Thay thế những cái gì là bên em có một cái list danh sách để trưng nó cho anh em. Bản thân xe này là anh hậu là người mà chính tay dọn luôn dọn. Anh Hậu là người dọn, chưa được test kỹ thuật nhưng mà hiện tại là đã xong rồi, đã thành thân rồi, đã vào đồ rồi đấy. Lên yên này, mặt trước này, mặt nạ không tơ mét đúng không đấy, mấy gì nữa cái này đúng không, năm này á. Tóm lại là bên em có giải trình cho anh em nhé, 25 triệu 200, anh em cộng thêm 700, 25 triệu 900 nghìn. Chiếc xe Vision, quên mất em vừa Denson 2017 29V5 33685 ạ. Đấy, không lúc báo em nhầm, em quên nên anh có tiếp báo rồi. Tiếp theo là một chiếc Vision 2020 ạ, bản khóa Smoky màu xanh, biển Hà Nội ạ, 29V7 53601 ạ. Vâng. Để em ngủ. Bình thường mà con nào nó hơi khó nổ ấy, em kéo lên một tí. Con nào mớm, giờ em phải về. Nó về, nó mới mớm lên tí, nó xuống xăng thì mình nó ok được. Vâng, màu yêu thương anh em nhá. Màu này là màu xanh rêu. Đúng rồi. Màu này em rất là thích, thực sự ra màu này em rất là yêu thương. Đấy. Biển 2020. À, 2020. 2020. Màu xanh rêu anh em nhé, một chiếc Vision biển 29V7 53601 ạ. Vision 53601. Vâng, 20 tháng 11 năm 2020 nhá anh em nhá, 28 triệu đồng. Lốp trước lốp sau đều còn anh chị em nhá. Lốp trước lốp sau đều còn. Chạy 1.4 vạn chuẩn chỉ anh em nhá. Đấy, em đi một con 1.3 vạn. Sướng lắm anh em ạ. À. Anh em ơi, anh em mà đang có nhu cầu mà mua form dáng này, đừng bỏ lỡ cơ hội một chiếc xe này. Đấy. Đây. Một vạn quên 1 lít 87. Đây anh em nhìn đồ đạc này.
Anh em nhìn đồ đạt nha anh em nhé, vừa bán báo ra 28 triệu chị ạ. 28 triệu đồng đời 2020. Màu xanh tím, ở quên màu xanh xanh, xanh rêu. Rêu anh em nhìn hoa kính đẹp ạ. Đấy, anh em nhìn đồ đạt. Một vòng xem. Anh em đi xe này bao phê luôn anh em nhá. Riêng xe này em khẳng định đây anh chị em luôn. Quay công tơ mét cho em anh ạ, 1.4 vạn. Những cái dòng xe này, nói thật, em chia sẻ thật, vì bản thân em đang đi con xe mà đời 2019 thôi. 2019 thôi. Đấy, nhưng mà đi những cái dòng xe này, nói thật, anh em đừng bỏ lỡ. Nếu mà anh em mệnh thủy mà thích đi những cái form dáng, đang tìm mua cho mình một chiếc Vision mà giá dao động tầm khoảng dưới 30, thì anh em nên cân đối cho em con này. Nói thật với anh em mà đi máy cực kỳ là hay luôn. Chẳng qua là anh em nhìn nó là form dáng cũ, nhưng bản thân con này nó là năm 2020 rồi. Đấy, bản thân nó là đăng ký năm 2020. Con em có 2018-19 rồi, nhưng đi máy hay lắm. Nói thật, đi máy không chê luôn. Mà con này cũng thế, anh em nghe tiếng máy nó thật bao phê. Đấy, tìm mua không hẳn là anh em mua những chiếc xe mới mà là chất lượng. Đôi khi những chiếc xe mới nó chỉ là hàng mới thôi, nhưng mà để nói về chất lượng anh em nhé, hàng mới thôi, nhưng còn để nói về cái chất lượng thì thực ra em là người test cái sản phẩm, em đi nhiều rồi, nói thật ra em cũng không còn loại nào em không đi nữa đâu. Đấy, nên làm ra những cái dòng mà em đang thích, những cái form dáng này đời 2017 đến 2019 này, cái quan trọng nhất là em thích form dáng mới. Thế còn nếu mà form dáng từ 2012 2013 2014, đi máy cũng hay, nhưng mà con này cái đời này đi con máy này cực nhỏ, vừa nhỏ vừa nó nhỏ, nó xinh, nó gọn, mà máy đi nó hay, nó chắc. Đấy, 28 triệu đồng anh em nhá, năm sản xuất 2020, màu xanh rêu. Anh chị em nào đang mệnh thủy mà tìm mua cho vợ cho con, hoặc anh em mà đang thích mua cái form dáng này, thì anh em quan tâm cho em con đấy mọi người nhá. Anh Đỗ Lợi anh ơi, 28 vâng. triệu đồng nha anh nhá, 2020 đấy ạ. Và anh Long Đào có hỏi là, anh Long Đào có bảo là không có con nào xấu. Không có, anh nhà bên nhà em xe nào đẹp thì bên em báo đẹp. Và hôm nay em có like mấy con xấu xấu đấy. Giá xấu vừa thì tiền em báo luôn anh ạ. À, lên con Dream sơn zin máy zin đi em, anh Nhất Long. Tiếp bán theo. Mất rồi, con Dream Việt Nam sáng nay 78 triệu em bán mất rồi anh ơi. Tiếp theo một MSH1 biển 29F1 37721 2017. Bản thể thao ạ. Vâng, 2017 nha anh em nhá. Màu đỏ đen, rất là nhiều anh chị em chuộng form dáng này. Chuộng form dáng 2017 này mọi người nhá. 2017, 2019, 2017 đến 2019 cái form dáng này nhiều chị em tìm nhé. Đấy. Quan trọng là tùy thuộc vào tầm túi tiền của anh chị em thôi. Đấy, có những anh em thì tìm mua những chiếc xe vừa tiền. Có những anh em mua chiếc xe gọi là dao động tầm 30-40 thì quan trọng là túi tiền của anh em thôi, quan trọng là túi tiền thôi. Em thấy cái form dáng là màu đỏ đen này rất là nhiều anh chị em đang muốn tìm đến đấy ạ. 2017 29F1 37721. Xe này mới về đấy chị ạ? Mới về. Bảo Đức vào em vào báo giá chị con này. Em phải đọc biển số 37721 anh em nha. 2017 anh quay cho em chi tiết một vòng, anh em báo giá xong. Con này đẹp này, có ốc trục này. Đấy, zin anh em nhé, zin này. Đây này cho em khít này, em nhìn cái gờ nó khít, nó không bị bong chóc, nó không bị gờ, nó không bị lồi lên lõm xuống đúng không ạ? Đây, gờ này, đấy, rất là đẹp. Đây bên này, tiếp theo. Rồi, em nhìn này. Ra máy ra nước, đồ đạc đều đẹp anh em nhé. Tay sắt cũng còn zin chưởng bán tiền. Để ép Tây Hồ, cho em nốt bên này cho em. Đấy. Màu đỏ dành cho chị anh chị em mệnh thổ mệnh hỏa nhá. Đây anh em nhìn đồ tím bấm này. 2017 anh em nhá, khóa smart cây màu đỏ đen cho tất cả anh chị em cùng anh đỏ luôn ạ. Xe này vừa nhập về chị ạ, 42 triệu. Nhập vào 42 triệu. Dọn rồi đấy, con này vừa dọn xong đấy. Đây này, quân đây này, cường đây này. Không biết là có báo công xe dọn không? Xe này là xe này vừa nhập lại chị ạ. Thấy không? 42 triệu mua vào anh em nhé, em cộng 2 triệu bao dọn cho anh em luôn nhé mọi người nhá. Vừa anh em vừa dọn vừa đại khái là em không biết vừa mới về. Mua 42 triệu, em cộng cho anh em 2 triệu một chiếc SH 2017 khóa smart cây màu đỏ đen. 44 triệu dành cho mà em SH vâng. Mốt biển 29F1 37721 ạ. Rồi em nổ máy nhé, vẫn phải test máy cho anh em nghe. Chết mẹ rồi, không nổ máy rồi. Cho em tí anh em nhá, hiện tại là đang không nổ Đức ơi. Đang hút xăng kỹ quá. Đấy, chống điện rồi, ok. Ok. 44 triệu đồng anh em nhá, 44 triệu đồng một chiếc SH1 đời 2017 màu đỏ đen cho anh chị em, khóa smart key.
Đấy, anh em quan tâm cho em SH1 thì làm cho em con này nhá. Máy cam kết với anh em vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ luôn. Rồi. Con kia đúng không? Không, hết rồi chị ạ. Hết rồi á? Nhanh thế à? Cũng một tiếng rồi cơ. Không phải, tại vì hôm nay chắc là em mới lên Đức. Vâng, cũng một tiếng không rồi đó. Không giúp em. Vâng, cũng không sao anh em ạ. Rất là nhiều những dòng xe em sẽ quay một loạt từ đây vào trong cho tất cả anh chị em thích kiểm tra, vâng, thích xem những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em nhá. Ok, em quay cho em ấy. Rồi, anh nha. Hiện tại những chiếc SH nhập khẩu Việt Nam 125-150 nha anh em nhé. Những chiếc SH 2015-16. Đấy, màu đỏ này, màu đen, bản LED 2 tầng, bản form mới của 125-150. Anh chị em nào đang thích những cái form dáng gì, mọi người có thể comment, mọi người có thể inbox trực tiếp cho bên em nhé. Những chiếc SH nhập khẩu hay màu nâu nâu cà phê, màu be. Những chiếc SH Việt Nam đời 2012 đến 2016 form dáng cũ bên em có cho anh em nhé. Giá dao động tầm trên 40 triệu thôi. Anh ơi vào trong nốt cho em. Giá dao động từ tầm khoảng hơn 40 trở lên những cái form dáng bản cũ. Cái xe SH này nãy em vừa like rồi. Đấy, rất là nhiều đúng không anh? Anh ơi chắc là quay từ đằng này quay lại. Từ đằng đấy cũng được, đằng đấy cũng được. Đây những chiếc SH bên em rất là nhiều anh em này. Nhập khẩu nha anh em nhé, em chỉ quay qua một vòng để giới thiệu những dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em thôi. Anh em nào đang có nhu cầu thì mình có thể liên hệ trực tiếp bên em, vì những cái dòng xe bên em đang kê tại đây thì em chỉ quay được bên nhà 52 thôi. Hiện tại còn 62, 64, còn tầm 4 tầng với những chiếc xe dao động tầm khoảng giá dao động từ tầm 5, 7, 10 triệu trở lên. Đấy, anh chị em nào muốn mua xe đi ăn đi làm cũng đều có đủ xe ga, xe số, xe tất cả các loại xe thể thao có đủ luôn. Đấy, rất là nhiều những dòng SH gì? Mốt. SH1, SH vâng. Cao. Đấy, nhiều khi đấy anh em ạ, nó cũng bị lẫn giá, lẫn lôm côm. Nhìn thấy rõ ràng rồi mà không đọc được. Những chiếc SH1 anh em nhá, màu trắng, màu xanh tím, màu xanh cốm. Những chiếc SH màu này là màu xanh đen. À quên, màu xanh màu đen chị ạ. Xanh màu đen ạ. Màu đen, một chiếc thêm màu. Màu xanh SH màu xanh. Xanh đá nha anh em nhá. Đấy. Và một chiếc SH150 màu xi măng. Rồi. Ok, anh Phạm Đình Hùng. Dạ vâng, chào tất cả anh chị em đang xem live stream. Mọi người mới vào cho em xin một nút chia sẻ để em tiếp cận với tất cả những khách hàng để đang muốn mua, đang tìm mua những chiếc xe mà hiện tại là chưa biết mua ở đâu, hay đến với Hoàng Kiên. Những chiếc xe mà bên em có rất là nhiều nha anh em nhé. Đây, những chiếc SH đời bản LED 2 tầng màu đỏ cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa này. Chiếc form dáng đời mới, anh có thể quay cho em một lượt như thế này, xong anh quay cho em một vòng biển số xe nhé anh nhé. Đấy, 100 ABS 150. 150 nha anh em nhá, 150 bản 2022 màu đen sần. Nhà em chắc chỉ còn một vài con trên nhà thôi, không có nhiều đâu ạ. Hiện tại hôm trước cũng like 5 7 người con nhưng hết rồi, không còn nhiều. Vâng, những chiếc vâng. SH giá vừa tiền thôi, tầm có trên 40. SH nhập ạ. Vâng. Nhập khẩu nha anh em nhá, màu trắng. Đấy. Rất là đẹp. Đây, màu bản LED 2 tầng màu đen. 2018 màu đen bóng này ạ, 125 đấy ạ. Lên trông đen chui đúng không anh em? Lên này, chỉ bót hết này. Sần nha anh em nhá. SH1 sần là những chiếc xe Future 1 đời đầu. Có những con này em cũng có like rồi, nhưng mà chắc là cũng có khả năng là anh em cũng chưa có nhiều anh em xem rồi, và có nhiều những anh em chưa xem. Anh Lương An, nhà anh có AB2019 nước không? Hiện tại là hôm vừa rồi em có like mấy con nên không biết là còn không nhỉ? AB2019. AB nhà em có màu đỏ ạ. Ừ, có con màu đỏ rất là đẹp. Màu đen sần đấy ạ. Rồi. Chị ơi, con Zin 78 triệu đời bao nhiêu? Việt Cường anh ơi, đời 2011 chạy được 3980 cây. Nhưng bán rồi. Không có nhiều đâu anh ơi, thị trường rất là ít những dòng xe đấy. Nên là anh em là nếu mà xem bên em mà đang tìm mua thì em đã báo đẹp là đẹp, anh em nên chốt cho em nhé. Anh Bùi Luận, mệnh kim màu gì anh hợp với em đấy? Anh mệnh màu kim anh hợp với em, màu vàng, màu trắng, đừng màu đỏ anh nhá. Màu mệnh kim, tại vì là thực ra là mệnh kim thì người ta nói là nếu mà không có lửa thì làm sao mà có được vàng đúng không ạ? Thế nhưng mà tóm lại là dân gian người ta nói là mệnh kim sẽ không hợp với mệnh hỏa. Đấy, thế nên ra em chỉ biết là vậy thôi. Em cũng không phải thầy phong thủy. Em chỉ biết là hiện tại là em là mệnh kim, em rất hợp với màu trắng. Màu trắng, màu vàng, màu nâu đất. Đấy, em rất là hay thích cái màu. Thực ra quan trọng nhất là em ô tô em có màu trắng, xe máy em cũng có màu trắng, màu vàng. Anh em nhá, những chiếc SH1 màu đỏ em vừa like xong này, những chiếc Liberty ABS
bản Piaggio và những chiếc xe 82 xanh sao, 8250cc, 47 triệu nha anh em nhé. Những chiếc xe mà siêu đẹp tại nhà em luôn. Anh em nào đang thích dòng xe cổ, có con Liberty, sơn zin máy zin không Hương Ly? Sơn zin máy zin luôn, cam kết sơn zin máy zin luôn. ABS luôn. Nhưng mà những bản Liberty ABS này nó là nguyên bản bên em đấy ạ. Rồi, cam kết nguyên bản anh em nhá, sai đâu em tặng xe cho anh em luôn. Đấy, một chiếc thì biển 14 và một chiếc thì biển 20. Rồi em báo giá cho anh em luôn, biển 20. 20 là 20F1 44613. 21 triệu đồng anh em nhá, biển 20 đời 2017, còn một chiếc biển 14 Quảng Ninh. 14B172781 ạ. Vâng, 2020 anh em ạ, 2020. Ôi, 33 triệu đồng. ABS anh em nhá, những chiếc xe của ABS đấy ạ. Rồi em đọc tiếp comment của tất cả anh chị em đọc bên bếp màu đỏ nhá. Anh Nguyễn Trọng Hà, nghỉ đi uống bia thôi người đẹp. Chết cha, giờ kể ra mà ai mời mình uống cốc bia cũng sướng nhỉ, nóng nóng trời. Thì ngon, hôm nay sinh nhật nghỉ sớm một chút. Ok anh, em giới thiệu qua một vòng cho em nghỉ anh em nhá. Anh Chu Khang ơi, bên nhà em có SH to anh nhá. SH to đầy anh. Đây bên nhà em rất nhiều SH to đấy. Rất là nhiều, những chiếc SH đang có mặt tại nhà em. Anh em nhìn thấy nhiều không ạ? Quan trọng anh em thích lợi đời nào thôi. Anh Lương An, anh ơi bảo nhân viên online gửi cho anh AB nhá. 2019 em còn con màu đỏ rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, một con màu đen, hình như là màu đen sần. Con đấy hình như 30-31 triệu rồi, đúng không? Đen sần có không? Con hơn 20 triệu. Vâng, trời này mà uống bia thì thôi rồi, anh Trọng Hà. Khổ em chẳng muốn biết uống bia, rượu thì em uống được, uống bia lại không, chết, chán quá đi. Vâng, những chiếc xe Dream Thái, Dream Việt anh em nhá. Dream Thái, Dream Việt, những chiếc S, những chiếc 82. Đây anh ơi, quay cho em một vòng những chiếc 82, những chiếc 81, những chiếc đầu vênh. Anh chị em đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online gửi hình ảnh cho anh nhá. Đấy, những chiếc 82 màu gì? Màu cam đáng yêu anh em ạ, màu cam đáng yêu. Vâng, happy birthday Hoàng Du, xin chào, cảm ơn tất cả anh Tuấn Hoàng, cảm ơn anh, thank you. 81 anh em nhé, 81 hôm qua hôm kia em cũng like rồi đấy. Một con này hình như là cụ này hình như là 41 triệu hay là bao nhiêu đấy. Một con 20 mấy triệu, tóm lại em không nhớ đâu. Nhưng mà hiện tại là anh em mà thích 81 đẹp, bên em có trên 30, trên 40 có nha anh em nhé. Đặc biệt là chiếc Simson như kìa, 24 triệu, tại sao anh em vẫn chưa thích nhỉ mọi người nhỉ? Tại sao cái con Simson kia anh em thích đồ cổ, thích chơi đồ cổ mà lại không thích con Simson bên em? Con đấy đồ nó còn nhiều đồ zin đấy anh em. Đấy, hai con 67, một con là 14 triệu mấy trăm, một con là 16 triệu hay 15,8 đấy. Vâng, anh kia hôm qua có like, có hạ giá rồi anh em nhé. Vâng, một chiếc Win 13 triệu 500 nghìn. Anh em nhé, 13 triệu 500 nghìn. Con này là 14 triệu 800 hay là 13 triệu 500 nghìn? Con này á, 13,8 đúng không? 13,8. Rất là nhiều, đúng không? Anh Trung Khang ơi, con SH màu xi măng này hiện tại bên em đang bán là 108 triệu anh nhé. Bên em có live vừa sáng đấy ạ. Vâng, đặc biệt anh em phải nhìn cái đặc biệt của nó. Cái biển của nó là 82888 ạ. Còn con Ablet Thái nào không? Nhung. Ablet Thái còn chưa ạ? Còn anh Lê Hào, em còn Ablet Thái nha. Anh báo nhân viên con live gửi cho anh. Em còn hai con anh ơi. Đây đặc biệt nha anh em nhá, một chiếc 108 triệu. Thực sự ra là để mà so với giá mặt bằng, để mà một chiếc xe nếu không có biển này thì là cao anh em nhá. Còn để mà mua một chiếc xe biển tứ quý 8 thì em nghĩ là anh em cũng không thể bốc được cái biển nó đẹp thế này đâu ạ. Đấy, không bốc được cái biển nó đẹp thế này đâu. Mà đặc biệt nó lại màu xi măng 150. Đấy, nên anh em nào mà có nhu cầu thích biển đẹp, yêu biển đẹp, nó là biển P Cầu Giấy nha anh nhá. Thế nên anh em nào thích biển đẹp, yêu biển đẹp thì làm cho em con đấy là ok. 108 triệu. Đấy, quan trọng là thôi giá thì nó cũng, cái giá thì so với giá mặt bằng thì đương nhiên là nó cao. Cái quan trọng là cái biển số xe, anh em mua biển số xe đẹp mọi người nhá. Đấy, có con Dream không xốp, anh Đặng Minh Quang. Dream thì em nhiều anh. Bên nhà em có đây là có rất nhiều Dream ạ. Không còn nhiều lắm đâu. Dream không còn nhiều lắm đâu. Dream Thái thì em vừa like một con có 14 triệu 800 nghìn. Mà con Dream Việt kia thì em thôi em đọc nốt con Dream Việt đi. 22 triệu, con này là 36B2. Ừ, 22 triệu ạ. 147 giá 32, 22 triệu ạ. Vâng. Biển anh 36 ạ. Hoan Hà có chiếc 82 vừa tiền học sinh đi học không em? Nếu anh muốn mua một chiếc 82 vừa tiền mà xe liên doanh thì bên em có. Có đấy. Có. Xe ga, xe số bên em đều có. Còn nếu mà anh muốn mua một chiếc xe nhập nhị xịn
Hàng Honda thì bên em cũng có tầm trên chục triệu là cũng có một chiếc 82 đẹp nha anh nhá. Anh dọn nhất long nguyên bản em ơi. Thực ra là nguyên bản thì anh muốn lấy zin đúng không? Zin nguyên bản giá em có con 78 triệu thì em bán mất rồi, có hơn 300 cây thôi. Anh muốn mua tầm hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu thì anh phải chờ em anh nhá. Thôi xem còn ai comment nữa không. SH nhập nguyên bản. Sáng em có like một con. Năm đấy là bán rồi. Khách bán đổi xe rồi chị ạ. Nhanh thế. Vâng, anh Hoàng Minh anh có hỏi con 81 kim vàng bao nhiêu ạ? Nhà mình còn không chị? 81 kim vàng giòn lệ ngoài kia. Còn đấy anh. 81 còn. Anh ơi, anh inbox cho các bạn online anh nhé. Thì các bạn sẽ trả lời anh và gửi ảnh cho anh ạ. Vâng, anh inbox trực tiếp cho bên em ấy. Em sẽ đọc comment vài comment nữa. Xong rồi em xin phép em xuống like. Anh Khánh Trinh. Anh hỏi con SH nhập màu trắng này đúng không ạ? Đây con SH nhập màu trắng này là biển là 30K67269 chị ạ. 2009 anh em nhá. 2009 cho em một xíu con đọc lại biển số xe chị cái. 30K67269 ạ. 7269 anh em ơi, xem là 2010. 2010 anh em nhá. Bao nhiêu? Đúng không? Con đấy 6 mấy triệu đúng không? 70 triệu, 72 triệu 800. Hôm trước là like 70 triệu anh em nhá. Em giảm giá kịch sàn cho tất cả anh chị em. Em bán ra ngày hôm nay em bán ra với giá là 70 triệu thôi. Em hạ giá kịch sàn nha anh em nha, em hạ đấy, chính thức em là người hạ giá, em là người hạ giá luôn. Đấy, anh em quan tâm thì làm cho em con đấy luôn nha mọi người nha. Ok, để em kiểm tra xem nó anh em, còn anh em nào. Thế à, rồi ok, không sao. Bên mình có con 135 côn tay tầm 10 triệu quay đầu không? 12 triệu tầm khoảng hơn chục triệu anh ạ. 12 triệu 500 anh Khắc Hòa Lê nhá. Anh gì đây? Đúng rồi anh Khắc Hòa Lê. Bán em cái xe XC 135 biển 61 9.500.000 đi. Bà Nguyễn, con đấy em như bán bao nhiêu? Không bán được ạ. Con đấy biển là like, hôm trước là like là 11 triệu anh ạ. Dream Thái vừa xong em có like một con có 14.500.000 thôi, xe vừa 14.800.000 xe vừa tiền thôi. Nếu mà anh em mà muốn xe đẹp thì phải chờ em nhé, anh Nguyễn Thành nhá. Có con Dream nào đời 2002 không em? Hiện tại đang hết rồi anh Lê Văn Sơn ơi. Con Dream biển 36 bao nhiêu shop? Đây, Đặng Minh Quang luôn. Tiếp rồi, có con quay là 100cc, máy zin tầm 10 triệu không em? Máy zin mà tầm 10 triệu hiện tại em đang không còn anh thân thiết thôi. Đó, con này 22 triệu không? Biển 36 nó 22 triệu chị ạ. Vâng, có future lip màu trắng không? Future led, đang hết. Anh Nguyễn Việt Hữu ơi. Nguyễn Hữu Việt, rồi. Rất là nhiều anh em đang comment. Con SH More đằng sau em. SH More. Màu xám bạc này đúng không anh? Đúng màu rồi. Xám bạc này như bên em có khách đặt cọc rồi ạ. Cọc rồi ạ? Cọc rồi chị ạ. Lít giờ bao nhiêu ạ? Lít thì dao động tầm khoảng 8 triệu rưỡi trở lên là có xe lít rồi anh chị thích nhá. Anh phải inbox trực tiếp hộ em là anh rồi. Hỏi lít đời nào ạ? Đúng và rồi. Bên em sẽ báo giá cho anh chi tiết từng xe một ạ. Future bạc bao nhiêu, máy còn zin không? Bạc đây, phiêu này. Con này mấy để em có hỗ trợ sang tên không shop anh Hưng Hồ Tây. Có hỗ trợ sang tên anh nhá. Màu lông chuột nó là 29P53625 ạ. 29P5 vâng, 3625 màu lông chuột. Để em kiểm tra lại mọi người nhá. Mắt em cận thì em cho em một chút thì em phải từ từ em loát ạ. Không thì thần kinh của em nhìn nó nhiều quá nó loát nó lại nhảy theo cái loát ở cha. Cái gì em, biển số gì? 29P53625 ạ. 3625 à? 3625 rồi. 11 triệu 500 đây, 2003. 11.500.000 thôi anh nhá, giá rất là hợp tình hợp lý. Máy nguyên không shop anh Đặng Minh Quang, con đấy chắc là không. Anh Khánh Trinh ơi, xe này là 70 triệu anh nhá, SH nhập ạ. 70 triệu đấy ạ. Vâng. Và chắc là anh Minh Lê hỏi tiệm em ở đâu? Tiệm em hiện là anh ơi, hiện tại là Chùa anh Hà, Cầu Giấy Hà Nội. 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy Hà Nội, anh đến với doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên bán xe tất cả các tỉnh anh nhá. Anh cứ đến số nhà 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy Hà Nội, anh cứ định đánh Google xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà thì Google nó dẫn anh đến. Vâng, dẫn anh tận đến nhà em chắc là. Anh Minh Lê hỏi có con 82 nào zin không em? Zin nhiều anh. 82 đây 82 zin. Đây. 82 50. 82 à? Hơi 50, 70 hay 90 ạ? Rồi. 50 anh nhá, con này 50. 47 triệu của ánh sáng, sơn zin máy zin. Duy nhất đôi da máy bị xấu một xíu. Thôi chắc có lẽ là em xin phép em xuống live để hẹn anh em vào buổi ngày mai đi. Vâng, anh tất chào tất cả anh chị em đang xem live stream mọi người nhé. Biết ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, anh em đang theo dõi bên Hoàng Kiên. Cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Anh chị em nào có nhu cầu mua những dòng xe gì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em sau giờ live mọi người nhé. Sau giờ live, còn nếu mà anh em đang live mà anh em muốn đặt cọc xe nào anh em alo trực tiếp cho em.
đấy, cứ alo trực tiếp cho các bạn nhân viên online hoặc các anh cứ inbox vào fanpage ạ, bên em sẽ đúng có rồi. Các bạn online trực và trả lời các anh ạ. Vâng, đấy cũng rất là nhiều anh em vẫn đang muốn hỏi nữa nhưng mà chắc là có lẽ cho em Dung xin phép xuống live để hẹn vào buổi ngày mai nha anh em nhé. Em xin phép vâng, ok, xin gửi lời chào tất cả mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Xin chào.